trong bài hát của Michael Jackson, For you and for me. Mình có thể rút gọn là For you and me. Xin chào tất cả các bến trò của thầy. Rất nhiều học trò hay hỏi thầy là khi nào chúng ta xài you and I, khi nào chúng ta xài you and me. Nếu các bạn có cùng câu hỏi như vậy thì hãy xem video này nha. Let's go. Đầu tiên, phải nói trước với các bạn rằng ở trong văn hóa tiếng Anh thì cái tôi luôn được đặt sau cùng. Do đó các bạn sẽ luôn luôn nghe là you and I chứ không phải là I and you, hoặc là cái gì đó and I chứ không phải là I and ha. You and I, she and I, he and I. Và tương tự như vậy, you and me, her and me, him and me, vân vân. Đôi khi chúng ta sẽ nghe me and, đây là một trường hợp ngoại lệ. Cuối chương trình thầy sẽ nói cho các bạn biết là tại sao. Rồi trở lại với câu hỏi đầu bài của chúng ta. Vậy thì đối với you and I và you and me thì khi nào xài cái nào? Đó là I là chủ ngữ trong câu. Do đó nếu chúng ta xài chủ ngữ kép thì chúng ta sẽ xài you and I. Ngược lại, me là tân ngữ trong câu. Tức là khi nó được theo sau bởi động từ hoặc là giới từ đó thì chúng ta sẽ sử dụng chữ me. Và chính vì vậy khi mà có tân ngữ kép chúng ta sẽ xài you and me. Chẳng hạn, bạn và tôi đều là giáo viên. Trong câu này chúng ta thấy bạn và tôi làm chủ ngữ. Vì vậy, chữ tôi trong đây chúng ta dịch là you and I. You and I are teachers. Rồi, bạn và tôi đều thích bóng đá chứ gì? Thế thì tương tự như vậy, trong câu trên bạn và tôi là chủ ngữ. Do đó chúng ta sẽ xài chữ I cho chữ tôi. You and I like soccer. You and I both like soccer. Tuy nhiên trong câu tiếp theo, cái này là dành cho cả bạn và tôi. Vì vậy thì dành cho bạn và tôi. Bạn và tôi bây giờ là tân ngữ đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ dịch chữ tôi là me. This is for you and me. Trong bài hát của Michael Jackson, For you and for me. Mình có thể rút gọn là for you and me. Tân ngữ của giới từ for, đúng không? Hay là ui, cô ấy đang nhìn tôi với bạn kìa. She is looking at you and me. She is looking at you and me. At you and me. You and me là tân ngữ của giới từ at. Rồi, chẳng hạn để coi bọn nó ghét cả tôi với bạn luôn. Vậy thì chúng ta có động từ ghét là hate. Bọn nó ghét tao với mày luôn á. They hate you and me. They hate you and me. Mình không nói là they hate you and I. Tại vì chúng ta đang nói về tân ngữ mà. Phải không? Như vậy hy vọng tất cả các bến trò đã phân biệt được khi nào chúng ta xài you and I và khi nào chúng ta xài you and me rồi ha. Hãy học với thầy mỗi ngày một chút thôi, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút thôi. Giống như leo cầu thang vậy đó, từng bậc, từng bậc, từng bậc. Trước sau gì cũng sẽ tới mà thôi.